25 có 2 35 35 có 3 57
57 hợp lệ. Mã số dòng loại 1641. Trời ơi, cái dòng đàn ông quá. Dạ có, đủ hợp lệ ạ. Số đầu tiên số 17 ạ. 17 có 1. 25. 25 có 2. 35. 35 có 3. 57. 57 có đủ. Trời ơi. Và bây giờ hai chủ nhân tinh trùng thì tặng phẩm. Chúng ta sẽ bắt buộc là bỏ số vào trong lòng cầu hết. Quay số. Chủ nhân nào có con số nhất lớn nhất thì chúng ta sẽ có cơ may nhận vào đó một chỉ bàn. Hai anh sẽ được tuân thủ theo quy tắc của đồng ha. Và số nhỏ còn lại chúng ta sẽ được tặng thêm một con gấu. Hai số lớn được nhận vào đó là một chỉ bàn. Và trở lại vòng lại là 30.000 đồng. Anh áo đỏ bất cứ chức quyền nha. Anh bất cứ chức quyền. Rồi, tới anh trai, áo sọc qua bên kia. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem ai là người may mắn đột nhảy. Một chỉ vàng cho vòng loại này. Con số bên đây là màu vàng chanh. Dạ bên đây thì là dành trang. Bên đó cũng hàng 3 thôi em. Trời ơi. Nhưng mà bên đây là 3. 3 được 3 mươi mấy, em biết không? Trời ơi, em không biết được. Em đúng chị, bên đây hàng mấy? Hàng 3. Sai. Hàng 2. Sai luôn. Hàng 1. Sai luôn. Hàng 5. Chính xác. Nhưng mà 50 mấy. Xin chúc mừng anh với con số 53 thưa quý vị. 53 người ta từng nói 30 chưa gọi là Tết. Hôm nay là 30 tháng 4 còn 1 tháng 5 thì một ngày nghỉ đó em. Trời ơi. Anh trai bên đây vẫn là có con số lớn nhất. Bên đó năm mấy? 53. Ở bên đây có con số 8. Trời ơi. Hai con số của em cộng lại chỉ bằng có một con số 8 ở bên đây thôi. Nhưng mà cuối cùng con số tiếp tục của anh trai đúng tiếp tục là con số 3. Chúc mừng anh áo đỏ. Tặng cho. Cái gì vậy? Là nói gì? Cho các bạn. Cho các bạn. Cho các bạn. Một chỉ vàng nha. Rồi anh ơi, mình sẽ được nhận một chỉ vàng một cái bảng đó. Em mời hai anh mình cầm cái bảng này mình chụp một tấm hình với chúng em cùng kỷ niệm nha. Ngoài chỗ cho anh đi. Tạo dáng là kiểu mới nè, kiểu thứ hai nè, tạo dáng có mái trực tiếp. Rồi, ok, chúc mừng anh. Hai anh qua đây mình nhận quà giúp em nha. Đâu có, xong rồi đó em, có một người nhận thôi.